tài phú chỉ cần đủ dùng là được rồi không cần phải tích lũy phải hiểu được bố thí đem tài phú tích lũy vào phước báo của hết thảy chúng sanh vĩnh viễn không biến mất để trong ngân hàng để ở nơi nào cũng không an toàn một trận tai nạn thì không còn nữa rồi phật trên kinh có nói tài là do năm nhà cùng hưởng vậy chúng ta giác ngộ tiền tài không phải là của chính mình năm nhà này thứ nhất là nước lũ lụt tới sẽ đem nhấn chìm hết trôi đi hết Thứ hai là lửa Nạn lửa sẽ đốt cháy Thứ ba là quan phủ Các vị phạm pháp Phạm tội Vào thời xưa Gia tài sẽ bị sung công Tịch thu hết Thứ tư là trộm cướp Họ đến trộm của bạn Cướp của bạn Thứ năm là gặp con phá của Làm gì là của chính mình chứ Tiền tài của chính mình Phải học chư Phật Bồ Tát Để ở nơi nào Để ở phước báo của hết thảy chúng sanh Cho nên Phật dạy chúng ta Bố thí, cúng dường Phải tu phước Phước điện Có ba loại Ba loại này đều sanh phước Sanh vô lượng vô biên phước báo Thứ nhất là cúng dường cha mẹ Đó là ân điện Cha mẹ có ân đối với chúng ta Phải biết hiếu dưỡng Thứ hai là lão sư tam bảo là lão sư phải cung kính đối với lão sư gọi là kính điền thứ ba là hết thảy khổ nạn chúng sanh gọi là bi điền tất cả tài phú mang đi bố thí cúng dường ba loại này phước báo của các vị đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưởng không hết đây là chỗ thù thắng nhất để cất giữ tài phú không thể nào bị mất đi cho dù là thế giới này hủy diệt rồi phước báo của các vị cũng không bị hủy diệt mất nếu như tiền tài các vị không tích lũy vào ba nơi này thế giới này hủy diệt rồi tài phú của các vị cũng theo đó mà bị hủy diệt không còn do các vị sở hữu nữa đời người trên thế gian sanh mạng vô cùng ngắn ngủi nhưng mà cơ hội này vô cùng quý báu Thời gian ngắn ngủi như vậy Tu thiện Được Phước báo vô cùng Nếu tạo ác Thì cũng có được Họa hại vô biên Cho nên Thời gian ngắn ngủi này Chúng ta phải trân quý Đây là mấu chốt Của việc kiếp hung Họa phước Đời sau Quan hệ chân thật vô cùng lớn Cho nên chư Phật Bồ Tát Không chỉ nào không ứng hóa đến thế gian này Giúp đỡ chúng sanh Đoạn ác tu thiện Giúp đỡ chúng sanh Phá bê khai ngộ Chúng sanh Có thể dính diễn thoát khỏi Nỗi khổ luân hồi Thành Phật thành Thánh Đây cũng là một cơ duyên tốt Nếu như hiểu được Đại nghĩa của Phật nói Một niệm quay đầu Thì đốn siêu thập Pháp giới Cho nên cơ duyên này thật đáng quý Đoạn giải thích gần cuối Có lấy thí dụ một câu chuyện triều nhà Chu là Tề Hằng Công đi qua phế tích của quách thị ông ấy rất cảm thán hỏi một lão nhân tại vì sao quách thị là nhà tan cửa nát lão nhân đó nói với ông thiện thiện nhi ác ác hằng công nói thiện thiện ác ác tại vì sao lại suy bại tới mức độ này lão nhân nói Thiện thiện nhưng không thể làm ác ác nhưng không thể đi hai câu này chúng ta phải ghi nhớ nói hai cái chữ thiện chữ thiện đầu tiên là biết thiện chữ thứ hai là phải hành thiện biết thiện nên phải hành thiện Họ không chịu làm Vì thì sai rồi Biết ác Nên phải sửa ác Không chịu sửa Nên nhà tan cửa nát Đây không phải là chuyện gì lớn lao một đời mà thôi Nếu như có trí huệ Phật Có tâm nhìn của Phật Để xem xét sự việc này Thì vấn đề nghiêm trọng rồi Cơ duyên tốt như vậy mà đánh mất Trong một đời này Tạo vô lượng vô biên tội nghiệp lớn nhỏ Hòa hoạn vô cùng Chiêu cảm sự bất như ý Trong nhiều đời vì sao Con người tại vì sao lại không thể nhẫn nhịn một lúc Một đời cũng chính là một lúc Thời gian mấy mươi năm Trong sát na đã trôi qua rồi Tôi là bạn học cùng lớp với hiệu trưởng quan Của trường cấp 3 đệ nhất Nam Kinh Hơn nữa còn ngồi chung một bàn Ngồi chung ghế băng dài Khi đó còn chưa tới 20 tuổi Hôm nay gặp nhau ngồi chung một chỗ Đã hơn 50 năm rồi Nghĩ lại chuyện trước đây Cũng ngỡ như ngày hôm qua các vị nói xem Sanh mạng ngắn ngủi biết bao Phật nói Thế gian vô thường Quốc độ mong manh Vị lão nhân này nói Thiện thiện nhi ác ác Đây đều là danh ngôn chí lý chúng ta phải ghi nhớ trong lòng phật bồ tát khác với phàm phu ở chỗ nào vậy khởi tâm động niệm là vì chính mình trong tâm chứa đầy tham sân si mạng đó là phàm phu khởi tâm động niệm vì hết thảy chúng sanh trong tâm đều là chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi tận hư không biến pháp giới người này chính là phật người này chính là bồ tát giữa phàm phu và phật chỉ cách nhau một niệm ý niệm xoay chuyển thì hành vi cũng xoay chuyển hành vi của phật bồ tát chúng ta cũng thường nói trong tọa đàm thời thời khắc khắc nhắc nhở các vị đồng tu khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác đều làm tấm gương cho người đời những gì mà chúng ta thể hiện ra có thiện có ác mọi người đều nhìn thấy rõ ràng mọi người cho là thiện chúng ta phải duy trì không nên đánh mất thiện hành mọi người cho là ác chúng ta phải phản tỉnh lại xem có phải thật sự là ác không nếu thật sự là ác thì phải sửa đổi ngay lập tức nếu như không thật sự là ác không thật sự là ác thì họ cũng có dụng ý khác dụng ý này mọi người trước mắt cảm thấy hình như là bất thiện qua vài năm các vị sẽ hiểu vốn cũng là thiện khởi tâm động niệm hành vi ngôn ngữ của chúng ta dựa vào trí huệ không phải dựa vào tình thức giúp đỡ hết thảy chúng sanh đoạn nghi sanh tính giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá bê khai ngộ nhất định không nhiễm danh văn lợi dưỡng không nhiễm ngũ dục lục trần đem lời dạy của phật đà của thánh hiền thật thà làm ra cho mọi người trong xã hội nhìn thấy chúng ta nói họ không dễ gì nghe lọt tai chúng ta làm cho họ xem người thế gian tham lam danh lợi tham lam tài phú chúng ta làm cho họ xem tài phú từ đâu mà có từ bố thí mà có càng bố thí càng nhiều thông minh trí huệ từ đâu mà có từ bố thí pháp Chịu giúp người khác Chịu giáo hóa người khác Thì trí huệ sẽ tăng trưởng Khỏe mạnh trường thọ từ đâu mà có Bố thí vô ý Yêu thương bảo hộ hết thảy chúng sanh Không những không sát hại chúng sanh Cho đến việc làm khổ não chúng sanh Chúng ta cũng không làm tài phú thông minh trí huệ khỏe mạnh trường thọ mà người thế gian truy cầu chúng ta làm ra cho họ xem phật giáo hóa chúng sanh là dùng phương pháp này đầu tiên là nói cho các vị phải làm như thế nào Tiếp đến là khuyên bảo các vị Khuyên bảo khích lệ các vị nên làm Cuối cùng tự mình làm chứng Các vị xem tôi là làm như vậy đó Tôi đã đạt được rồi Cuộc sống vật chất vô cùng đơn giản mỗi ngày ăn ba bữa quần áo mặc đủ ấm nơi ở mặc dù không lớn nhưng chỉnh tề sạch sẽ không có chút bụi bặm nào thoải mái đây là Phước báo tài phú chỉ cần đủ dùng là được rồi không cần phải tích lũy phải hiểu được bố thí đem tài phú tích lũy vào Phước báo của hết thảy chúng sanh vĩnh viễn không biến mất để trong ngân hàng để ở nơi nào cũng không an toàn một trận tai nạn thì không còn nữa rồi phật trên kinh có nói tài là do năm nhà cùng hưởng vậy chúng ta giác ngộ tiền tài không phải là của chính mình năm nhà này thứ nhất là nước lũ lụt tới sẽ đem nhấn chìm hết trôi đi hết thứ hai là lửa nạn lửa sẽ đốt cháy thứ ba là quan phủ các vị phạm pháp phạm tội vào thời xưa gia tài sẽ bị sung công tịch thu hết thứ tư là trộm cướp họ đến trộm của bạn cướp của bạn thứ năm là gặp con phá của làm gì là của chính mình chứ tiền tài của chính mình phải học chư phật bồ tát để ở nơi nào để ở phước báo của hết thầy chúng sanh Cho nên Phật dạy chúng ta Bố thí cúng dường Phải tu phước Phước điện Có ba loại Ba loại này đều sanh phước Sanh vô lượng vô biên phước báo Thứ nhất là cúng dường cha mẹ Đó là ân điện Cha mẹ có ân đối với chúng ta Phải biết hiếu dưỡng Thứ hai là lão sư Tam bảo là lão sư Phải cung kính Đối với lão sư Gọi là kính điện Thứ ba là hết thảy khổ nạn chúng sanh Gọi là bi điện Tất cả tài phú Mang đi bố thí cúng dường Ba loại này phước báo của các vị đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưởng không hết đây là chỗ thù thắng nhất để cất giữ tài phú không thể nào bị mất đi cho dù là thế giới này hủy diệt rồi Phước báo của các vị cũng không bị quỷ diệt mất Nếu như tiền tài các vị không tích lũy vào ba nơi này Thế giới này hủy diệt rồi Tài phú của các vị cũng theo đó mà bị hủy diệt Không còn do các vị sở hữu nữa Cho nên trí huệ phước báo của chư Phật Bồ Tát siêu diệt người thường, không chỉ là nhân gian hay cõi trời, phước báo của đại phạm thiên dương, ma hay thủ là thiên dương cũng không thể so sánh với chư Phật Bồ Tát. Đạo lý này Phật thường nói trên kinh, chúng ta phải tin tưởng. Chúng ta phải thật chịu lạ Đoạn này chúng ta giới thiệu tới đây thôi Đoạn tiếp theo là đoạn thứ 58 Tự tội dẫn tha, ung tắc phương thuật Đây cũng là lỗi lầm rất lớn tự tội là tự mình phạm tội còn muốn liên lụy người khác gọi là kéo người xuống nước tội này vô cùng nặng trong ghi chú có nói tội của mình không được che giấu không được du oan người khác tội du oan giá họa người khác vô cùng nặng chính mình có lỗi lầm cho dù có che giấu được chế tài pháp luật của thế gian cũng không che giấu được nhân quả không che giấu được quỷ thần báo ứng của quỷ thần này thực sự là có. Trong xã hội hiện tại thực sự là quá nhiều. Cho nên giáo dục thánh hiền, đặc biệt là giáo dục của chư Phật Bồ Tát. Vậy chúng ta làm thế nào mới có được phước báo chân thật? cuộc sống của bạn hạnh phúc mỹ mãn vui vẻ thứ nhất là phải chung sống tốt với môi trường con người sự việc chư phật bồ tát nho gia đạo gia dạy người đầu tiên là luân lý đạo đức người sống chung với người phải hòa hợp thứ hai là làm sao có mối quan hệ tốt với hoàn cảnh tự nhiên đây là hoàn cảnh vật chất người hiểu được không nhiều hoàn cảnh nhỏ là căn phòng này của chúng ta trong đó có rất nhiều đồ gia dụng bài trí sắp xếp ngay ngắn gọn gàng chúng ta sống ở nơi này mắt thấy tai nghe tiếp xúc cảm giác rất thoải mái người hiện tại hiểu được cái này môi trường lớn thì không chú ý tới cho nên người hiện tại nói địa cầu sanh bệnh rồi hoàn cảnh sinh thái địa cầu bị phá hoại người phương đông chúng ta gọi là phong thủy bị phá hoại rồi trận động đất lớn của đài loan lần này trung tâm động đất ở Trung Bộ, ở Phố Lý. 50 năm trước, tôi từng sống ở Phố Lý. Nơi này vô cùng tốt. Là một nơi có phong thủy tốt nhất Đài Loan. Bởi vì tốt nhất nên mọi người đều chen chúc tới đây. Đưa nhau say đạo tràng. Vô cùng lộn xộn tôi đến đây xem thấy rồi rất là đau lòng cảnh quan tự nhiên hoàn toàn bị phá hoại mỗi một người đều tự tư tự lợi đều không chịu nhường nhịn lẫn nhau chỉ biết lo cho chính mình nên mới gặp nạn tôi nghĩ đạo tràng ở đó cũng bị hủy hoại tương đối rồi trong địa tạng kinh có nói địa thần các vị đắc tội địa thần địa thần trừng phạt các vị thật sự là có đây không phải là mê tín cho nên chúng ta phải chung sống tốt với hoàn cảnh tự nhiên chúng ta yêu thương bảo vệ môi trường tự nhiên nơi đó có một cái cây nếu không phải là bất đắc dĩ thì không được chặt đi Mở đường chúng ta có thể đi vòng qua Tôi có một đạo tràng nhỏ ở Úc Ở đó tôi muốn làm thông một con đường nhỏ Họ nói với tôi là làm thông đường thì phải chặt cây Tôi nói gì thì không được Không được chặt cây Tôi không làm nữa Quý trọng môi trường tự nhiên một cái cây một ngọn cỏ một viên gạch một viên đá chúng ta đều phải yêu thương chúng ta yêu thương chúng chúng yêu thương ta thứ ba là quan hệ tốt với thiên địa quỷ thần vô cùng quan trọng ba mối quan hệ này đều tốt rồi các vị nhất định hạnh phúc mỹ mãn vui vẻ giáo dục của thánh hiền xưa chính là dạy cái này giáo dục của chư phật bồ tát cũng là dạy cái này các vị có thể nói giáo dục này không đúng sao giáo dục này có gì sai không người hiện tại đều cho rằng đó là mê tín đây là vô cùng bất hạnh rồi ngu si đến cùng cực giáo dục chí thiện mỹ mãn thì chúng ta đi từ bỏ con người làm sao mà không tạo tội chứ làm sao mà không gặp kiếp nạn đây ngày nay người mê hoặc nhiều người giác ngộ thì ít trong số những người giác ngộ đa phần là tùy thuận tập khí phiền não chân thật chịu quay đầu đã ít lại càng ít chúng ta dùng lời nói của tôn giáo khác để nói tức là một người quay đầu một người được cứu hai người quay đầu thì hai người được cứu chỉ cần chính chúng ta hiểu được chịu quay đầu không còn gì bản thân mà thực sự gì bản thân lợi ích chúng sanh thực sự lợi ích chính mình phải giác ngộ phải quay đầu chính mình làm việc thì nhất định phải chịu trách nhiệm Tuyệt đối không liên lụy người khác. Có phước báo thì chia sẻ với đại chúng. Có tội lỗi thì nhất định phải phát tâm tự mình gánh chịu. Đây là tinh thần của Bồ Tát. Cho nên tuyệt đối không được vu oan người khác Lời đồn vô căn cứ nhất định không được tin Mấy câu trong cảm ứng thiên Cho dù thoát được pháp luật Cũng không tránh được Bị trời phạt câu nói này lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong hội biên trời phạt chính là sự trừng phạt của thiên địa quỷ thần các vị chạy không thoát rồi